Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Cô Ly và mình là Ly. Với những bạn mà lần đầu đến với kênh YouTube Chuyện Cô Ly thì Ly là một người sống sót sau ung thư. Ly đồng hành cùng với ung thư vú cũng được 5 năm nay rồi. Trên kênh YouTube của mình thì Ly đang tải khá là nhiều nội dung review mặt nạ, review địa điểm ăn uống, travel và ngoài ra thì có một số thông tin cập nhật liên quan đến ung thư nữa. Mọi người hãy cùng ủng hộ kênh YouTube Chuyện Cô Ly bằng cách là like, share và subscribe kênh YouTube Chuyện Cô Ly nhé. Ngày hôm nay thì Ly sẽ lại tiếp tục ngồi lại đây để đàm đạo, để trao đổi thêm với mọi người một số những cái thông tin mà liên quan đến ung thư. Với kinh nghiệm của bản thân mình ý, thì Ly biết là bất kể một cái giai đoạn điều trị ung thư nào thì nó cũng đều có những cái khó chịu, có những cái vất vả, có những cái khó khăn riêng. Đối với lại xạ trị ung thư vú thì mọi người sẽ gặp rất là nhiều những cái tác dụng phụ. Và những cái tác dụng phụ đấy khiến cho mọi người cảm thấy rất là lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên luôn. Thì ngày hôm nay Ly sẽ bước đầu chia sẻ cho các bạn 7 cái tác dụng phụ mà mọi người sẽ thường, rất là thường gặp ở trong cái quá trình xạ trị. Và 7 cái tác dụng phụ mà ngày hôm nay Ly nhắc đến ý, thì đều là những cái tác dụng mà nó sẽ chỉ có trong một cái thời gian ngắn thôi. Nó là short term thôi chứ không phải là long term. Đối với lại những cái tác dụng phụ và long term thì Ly sẽ xin phép được làm cái video clip lần sau. Còn ngày hôm nay nhá, thì mọi người hãy cùng đi với Ly 7 cái tác dụng phụ và để xem là mọi người có gặp những cái tác dụng phụ hay không. Và nếu mà mọi người gặp các cái tác dụng phụ đấy thì mọi người nên có những cái phản ứng như thế nào, nên có những cái điều trị tích cực như thế nào đối với lại những cái tác dụng phụ đấy nhá. 1. Thay đổi trên da. Cái tác dụng phụ đầu tiên mà Ly muốn nhắc đến đó là thay đổi ở trên da. Cái phản ứng thường thấy nhất ở trên da đó là nó thay đổi giống như là mình bị cháy nắng. Mọi người cứ tưởng tượng là mọi người đi biển và mọi người tắm nắng nhiều vào những cái lúc mà thời tiết nó rất là nắng, thì đó, cái thay đổi ở trên da của mình nó sẽ tương tự như thế. Nó gây đỏ này và có thể gây ngứa rát, thậm chí là đau, bong chóc, nổi mụn nước hoặc là sạm da. Những cái thay đổi da này thì thường xảy ra dần dần trong quá trình điều trị và có thể là chỉ xảy ra ở một số vùng nhất định thôi. Sau một thời gian điều trị thì các bạn sẽ càng thấy là nó sẽ nổi rõ hơn và mình có thể nhận thấy một cái sự chuyển biến ở trên da rõ ràng. Và thường những cái biểu hiện như thế này thì bắt đầu vào tuần thứ 3 của quá trình điều trị. Ở những cái tuần đầu ấy thì mọi người có thể là sẽ không nhận thấy được những thay đổi ở trên da đâu. Nhưng mà đến tuần thứ 3 thì mọi người sẽ thấy là da chuyển màu, bắt đầu từ hồng nhạt này, xong là sau đó thì tiếp tục là đỏ dần lên trong suốt quá trình điều trị. Và thậm chí là nó có thể đạt đỉnh là sau vài tuần xạ trị xong cơ, chứ không phải là chỉ trong cái quá trình điều trị mình mới cảm thấy là nó có đỏ lên và nó sẽ mất liền ở sau cái quá trình xạ trị đâu. Và điều này thì là hoàn toàn bình thường. Và mọi người thì cũng không cần phải quá lo lắng. Mọi người có thể hiểu một cách rất là cơ bản, đó là do tác dụng của việc tích lũy bức xạ. Bức xạ thì sẽ được tích lũy dần dần theo từng ngày. Từng mỗi lần mà các bạn đến các bạn xạ ấy, thì nó tích lũy từng ngày như thế theo thời gian. Và đôi khi là mọi người sẽ thấy là những cái trải nghiệm khó chịu nhất lại đến sau khi mà mọi người kết thúc cái quá trình điều trị. Da của mọi người sẽ tiến triển tốt hơn sau đó. Nó sẽ chuyển màu thành như kiểu là da mình bị rám nắng này và mờ dần đi. Nó sẽ trở lại như là làn da bình thường trước khi mà điều trị. Với những cái công nghệ hiện đại ở trong những cái thiết bị điều trị hiện nay thì thường ý, da của bạn sẽ không bị bong chóc đâu. Nhưng mà nếu mà có việc bong chóc nó xảy ra ấy, thì mọi người cũng nên lưu ý là chăm sóc cho cái vùng da đó thật là cẩn thận. Một số người thì sẽ có hiện tượng bị giãn mao mạch. Biểu hiện này thì sẽ phát triển vài tháng đến vài năm sau khi mà xạ trị vú. Nếu mà mọi người thấy có hiện tượng bị giãn mao mạch thì mọi người cũng nên bình tĩnh thôi. Vì cái việc mà giãn mao mạch ý không phải là dấu hiệu tái phát ung thư đâu. Nhưng mà đôi khi ý, thì cái việc giãn mao mạch nó sẽ gây ra những cái triệu chứng nó rất là khó chịu như là ngứa và đau. Và nếu mà các bạn thấy là cái việc mà giãn mao mạch nó càng ngày nó càng tiến triển lên, nó càng ngày nó càng tiến triển xấu đi, thì sau khi mà xạ trị và muốn điều trị nó, mọi người có thể nói chuyện với lại bác sĩ da liễu
để có những cái phương pháp điều trị nó phù hợp và nó trúng đích. Với những làn da trắng này và những người mà có bộ ngực lớn thì sẽ dễ dàng nhận thấy cái sự thay đổi về màu sắc ở trên vùng da xạ trị. Có một số ít trường hợp ý, thì da sẽ vẫn bị sạm màu qua vài năm trước khi mà da nó chuyển lại cái trạng thái bình thường như trước khi mà mình điều trị. Một cái biểu hiện nữa mà sẽ thường thấy ở trên da đó là việc xuất hiện của những cái nốt mụn nước, vết phỏng rộp. Nó thường do là ảnh hưởng của viêm nang lông do bị kích ứng từ bức xạ. Thường thì mọi người sẽ thấy nó xuất hiện ở phần trên của vú, nhưng cũng có thể ở bất kỳ đâu. Và nó có thể gây ngứa nữa. Với cái trường hợp như thế này thì mọi người có thể dùng kem hydrocortisone để trị ngứa. Nhưng mà cũng không nhất thiết là mọi người sẽ phải dùng thuốc để mà trị. Mọi người có thể là cũng không cần phải làm gì cả và nó sẽ tự biến mất. Có một vấn đề mà bản thân Ly cũng từng mắc phải, cái này là kinh nghiệm của Ly, đó là Ly cũng sử dụng cái kem dưỡng da ở trong suốt cái quá trình điều trị. Và khi mà Ly có những cái biểu hiện như thế thì Ly đã cho rằng là mình chưa có dùng kem đủ. Và ngay lập tức vào cái buổi ngày hôm đó, sau mà khi xạ trị xong thì Ly về và Ly bôi rất là nhiều kem. Nhưng mà điều đấy thì lại không đúng, và điều đấy thì làm tắc nghẽn cái lỗ chân lông và nó dễ gây phát ban, nổi mụn và khiến cho tình trạng da ở cái vùng da đang bị tổn thương ấy nó tồi tệ hơn. Vì vậy nếu mà các bạn thấy là có chuyển biến nổi mụn này, chảy xước ở trên da, ở cái vùng da mà đang bị tổn thương ấy, thì mọi người nên ngừng sử dụng kem bôi trực tiếp lên cái vùng da tổn thương đó. Hãy chờ cho vết thương khô và lành lại thì mới tiếp tục sử dụng kem dưỡng nha. Cái việc chăm sóc vùng da trong cái thời gian xạ trị nó vô cùng quan trọng. Nó rất là quan trọng để giảm bớt cái sự khó chịu và những cái tác dụng phụ khác. Ly cũng đã làm một cái video về cái việc mà mọi người nên dưỡng da ở trong cái quá trình xạ trị như thế nào. Nếu mà mọi người chưa xem cái video clip đó thì Ly sẽ để đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Mọi người cứ mở cái phần mô tả ở trong cái video này và Ly sẽ để đường link ở đó để mọi người có thể truy cập một cách dễ dàng hơn. 2. Sưng tấy vùng vú, ngực. Xạ trị thì có thể khiến cho dịch chảy ra từ mô vú bị khó lưu thông hơn. Điều này có thể gây ra sưng vú hoặc là sưng toàn bộ cái vùng ngực. Các bác sĩ gọi đây là bệnh phù bạch huyết. Tình trạng sưng tấy thì thường giảm đi sau vài tuần khi mà điều trị kết thúc. Nhưng mà nếu mà tình trạng sưng tấy vẫn diễn ra dài sau đó thì tốt nhất là mọi người hãy nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa. Vì có thể là mọi người sẽ cần được bác sĩ chuyên khoa phù bạch mạch thăm khám và đánh giá. 3. Đau tức vùng ngực. Trong và ngay sau khi điều trị thì vú được điều trị của mọi người có thể là bị đau nhức, co giật. Cái vấn đề co giật là Ly rất là hay có cái biểu hiện đó. Hoặc là đau nhói ở vùng vú hoặc là vùng ngực. Mặc dù những cái biểu hiện này thì thường nhẹ thôi, chúng có thể tiếp diễn ở trong nhiều tháng hoặc là thậm chí nhiều năm, nhưng mà chúng thường trở nên sẽ nhẹ hơn và ít xảy ra hơn theo thời gian. Mọi người cũng có thể bị cứng này và khó chịu xung quanh vùng vai, vú hoặc là vùng ngực. Đôi khi thì da bị bong chóc nhiều và trở nên mềm này, và nó sẽ rất là nhạy cảm, đặc biệt là các phần nếp gấp da và mặt dưới của vú. Mọi người thì có thể dùng thuốc giảm đau nhẹ để giảm căng tức ngực, dùng kem dưỡng phù hợp cho làn da nhạy cảm, thực hiện các bài tập cánh tay và vai, massage trong quá trình xạ trị và trong vài tháng sau đó để có thể giúp giảm thiểu hoặc ngăn ngừa cái tình trạng cứng hoặc là khó chịu đang diễn ra ở cái vùng mà bị xạ trị. Thì đối với lại cái việc dưỡng da sử dụng kem như thế nào đối với lại những cái vùng da xạ trị thì Ly cũng đã làm một cái video rồi, nên là mọi người sẽ cùng truy cập vào đường link mà Ly để ở bên dưới nhé. 4. Rụng lông vùng nách. Khi mà mọi người xạ trị vùng nách ý, thì sẽ làm cho lông bị rụng. Bên điều trị nam giới khi mà điều trị ung thư vú thì thường sẽ thấy hiện tượng đó là rụng lông vùng ngực. Lông thường bắt đầu rụng từ 2 đến 3 tuần sau khi mà bắt đầu điều trị và nó có thể là mất vài tháng để mọc lại.
Với cái kinh nghiệm của Ly ý, thì đến tận bây giờ là sau gần 5 năm thì Ly mới thấy là cái hiện tượng mọc lông nách lại mới bắt đầu. Còn đối với một số người thì lông bị mất đi do xạ trị cũng có thể là sẽ không bao giờ mọc lại. Và Ly nghĩ là cái việc mà không mọc lại nó là một điều tốt, đúng không? 5. Mệt mỏi. Mọi người có thể là cảm thấy rất là mệt mỏi trong này hoặc là sau khi mà điều trị. Mệt mỏi thường gặp trong quá trình xạ trị thì có thể kéo dài vài tuần sau khi điều trị kết thúc. Việc di chuyển liên tục đến bệnh viện này cũng có thể gây ra mệt mỏi nữa. Mọi người sẽ có một cái cảm giác như là mình không còn một chút năng lực nào, không còn một chút năng lượng nào, và lúc nào cũng có thể là cảm thấy là mình vô cùng mệt mỏi, mà thậm chí là dù nghỉ ngơi rất là nhiều cũng không giúp ích gì. Tuy nhiên là cũng có rất là nhiều người thì họ vẫn có thể quản lý công việc hàng ngày của mình như bình thường, và một số thì tiếp tục làm việc trong suốt quá trình điều trị. Thì đối với bản thân Ly thì Ly không có nghỉ một ngày nào cả, và trong cả cái quá trình xạ trị của mình ý, thì buổi sáng Ly đi làm và sau đó thì là buổi chiều tầm khoảng độ 5-6 giờ chiều thì Ly vào viện để xạ trị. Xong mà ngày hôm sau thì cũng liên tục như thế, và Ly vẫn cảm thấy là mình ok với lại cái guồng công việc. Mệt mỏi hoặc là cực kỳ mệt mỏi chủ yếu là một vấn đề ngắn hạn, nhưng mà đối với một số người thì nó có thể kéo rất là dài. Nó có thể bắt đầu hoặc là trở nên tồi tệ hơn sau khi mà xạ trị kết thúc. Nếu mà mọi người đã hóa trị trước đó thì mọi người sẽ thấy là cái sự mệt mỏi ấy, thì nó bắt đầu ngay từ khi mà mọi người bắt đầu vào xạ trị, chứ không cần phải chờ tầm khoảng độ 2 đến 3 tuần sau nữa cơ. Và lời khuyên hữu ích đối với lại hầu hết phụ nữ là hãy cố gắng ngủ thêm một giờ thôi vào ban đêm thôi, cũng rất là giúp ích cho cái việc giảm mệt mỏi rồi. Và cái việc tập thể dục thường xuyên, thậm chí là đi bộ 20 phút mỗi ngày thôi, cũng có thể giảm cái sự mệt mỏi mà mọi người đang phải gặp phải ở trong cái quá trình điều trị. Vậy nên là mọi người hãy cố gắng là mình sẽ vận động nhiều lên thêm một chút nha. 6. Đau cổ, vai, gáy. Đau cổ, vai, gáy thì là cái việc mà rất là thường gặp. Nếu mà ở trong cái quá trình xạ trị mọi người thấy là cái việc đau cổ vai gáy nó cảm thấy là nhiều hơn, nó khó chịu hơn ấy, thì cái việc đó cũng là bình thường thôi. Vì cái việc đau vai gáy và lưng thường là do cái bàn mà chúng ta nằm lên khi mà chúng ta điều trị xạ trị ấy. Thì trong cái quá trình xạ trị thì mọi người thường nằm trên một cái bàn nó rất là phẳng, nó rất là cứng, và cánh tay của mình thì lúc nào cũng phải là đặt ở trên đầu, phải giữ ở trong một cái tư thế trong cái suốt quá trình điều trị. Thế nên là cái việc đấy nó tạo nên một cái sự khó chịu. Nhưng mà không sao cả, nó sẽ cải thiện sau khi mà điều trị kết thúc. Tuy nhiên là có một số trường hợp ý, thì mọi người cảm thấy là không có kết thúc sau khi mà quá trình điều trị nó kết thúc đâu. Vì là mọi người cứ tưởng tượng đi, Ly cũng đã nhắc đến cái việc này ở trong một số những cái video clip của Ly rồi. Đó là những cái người mà đã phẫu thuật một bên ngực ý, thì thường sẽ mắc phải cái việc đau cổ vai gáy thường xuyên và nó đau liên tục. Một phần đó là do mình đang uống những cái thuốc nội tiết, nó ảnh hưởng đến cơ xương khớp, nó làm cho mình đau. Cái thứ hai đó là do cái trọng lượng cơ thể của mình nó đã không còn cân bằng nữa rồi. Sau khi mà mình cắt bỏ một bên này, đúng không, thì là mình đã bị lệch hẳn cái trọng lượng sang một bên. Và cái việc lệch trọng lượng đó thì nó sẽ gây cho cái việc là cái bên thiếu của mình ấy nó sẽ rất là căng cứng. Thậm chí là không chỉ cổ vai gáy đâu, mà mọi người sẽ thấy là cái cảm giác mệt mỏi đau mỏi người ấy nó xuất hiện thường xuyên hơn. Cái việc mà cổ vai gáy bị đau ấy thì ngoài những cái mà Ly vừa mới nêu lên ra ấy, thì nó còn có rất là nhiều thứ nữa. Đó là do cái tư thế ngồi của mọi người này, rồi do mọi người làm việc nhiều, mọi người phải cúi nhiều này, rồi mọi người dùng điện thoại ấy, thì thường mình ít khi mà như Ly, bản thân Ly nhá, đúc kết từ kinh nghiệm của Ly thì Ly dùng điện thoại thì bao giờ Ly cũng cầm như thế này, đúng không? Thì khi mà mọi người dùng nhiều và mọi người cúi nhiều thì nó cũng đau cái phần cổ vai gáy, cộng với lại cái việc xạ trị thì nó sẽ càng đau, càng mệt mỏi và càng gây khó chịu một cách kinh khủng khiếp. Cái giải pháp cho cái vấn đề này, thứ nhất là mọi người điều chỉnh lại tư thế ngồi. Thứ hai
đấy là mọi người phải vận động nhiều hơn, tập thể dục cho cái vùng cổ vai gáy của mình nhiều hơn, massage cho cái vùng cổ vai gáy của mình nhiều hơn, massage ở vùng tay để lưu thông dịch được tốt hơn. Và có một cái nữa, đấy là đối với lại những người mà đã phẫu thuật một bên rồi ấy, thì mình sẽ có những cái biện pháp, có những cái dụng cụ chuyên dụng mặc vào để cho nó có thể cân bằng một phần nào đó cái trọng lượng của cơ thể, để giảm thiểu cái việc mà mình khó chịu, mình đau cổ vai gáy. 7. Đau họng. Nếu mà mọi người có xạ trị ở quanh cái khu vực xương đòn này hoặc là gần xương ức này thì mọi người có thể sẽ gặp cái tác dụng phụ này, đó là tác dụng phụ đau họng hoặc là khó chịu khi nuốt. Thường ấy thì cái cảm giác khó chịu này nó sẽ xuất hiện vào cái tuần thứ 3 và nó thường là đạt đỉnh sau 5 ngày hoàn thành điều trị. Những cái khó chịu, những cái cảm giác này ấy, thì nó sẽ tự nó mất dần đi. Nhưng mà nếu mà mọi người cảm thấy là nó quá là khó chịu, mà cái sự khó chịu ấy nó gia tăng theo thời gian, thì mọi người hãy báo cho bác sĩ điều trị để có một cái phương án. Có thể là bác sĩ sẽ cho mọi người uống giảm đau bằng thuốc chẳng hạn, để giảm bớt những cái khó chịu đấy đi. Nếu Ly không biết là Ly xếp cái việc mà đau họng, khó chịu họng này vào cái tác dụng phụ ở trong thời gian ngắn thì nó có đúng không? Đối với bản thân Ly, kinh nghiệm của bản thân Ly, thì từ cái ngày mà Ly xạ trị xong, Ly xạ trị từ năm 2017 xong đến thời điểm này, thì Ly thấy là cái họng của mình ấy nó yếu hơn hẳn. Ly rất là dễ bị viêm họng, lúc nào cũng có cảm giác là cái họng của mình nó khó chịu. Thì đó, thì nó cũng có thể là đối với lại tùy từng người nó là cái tác dụng phụ trong một thời gian ngắn, nhưng mà cũng có thể với một số người thì nó là tác dụng phụ trong một thời gian dài. Và tất cả những 7 những cái tác dụng phụ mà Ly vừa nêu lên ý, thì nó đều là những cái tác dụng phụ mà mọi người sẽ thấy là nó thường xảy ra. Thế nên là khi mà mọi người cảm thấy là nó đã bắt đầu xuất hiện ở trong cái quá trình xạ trị của mình rồi ý, thì mọi người cũng đừng có mất bình tĩnh, cũng đừng có quá là lo lắng. Mọi thứ nó vẫn đang ở trong tầm kiểm soát. Trừ khi nha, là mọi người thấy là nó quá là khó chịu, nó quá là ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, nó... Thì lúc đó mọi người hãy báo cho bác sĩ của mình và để xin bác sĩ của mình có những cái thuốc dự phòng này hoặc là những cái thuốc điều trị để nó giảm thiểu cái khó chịu đi, bớt lo lắng và hãy để cho cái cuộc sống của mình nó được nhẹ nhàng. Hãy dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, suy nghĩ về cái việc là mình nghỉ ngơi, mình đi chơi, mình thư giãn ở trong cả cái suốt cái quá trình điều trị, để mình có một cái tinh thần tốt hơn. Và nếu mà mọi người có thêm những cái thông tin như thế nào, những cái tác dụng phụ nào mà mọi người đã gặp phải rồi mà Ly chưa nhắc đến ở trong cái video clip này, thì mọi người hãy cùng comment ở phía bên dưới, hoặc là thậm chí là mọi người có thể inbox cái Facebook cá nhân của Ly để Ly có thể là update những cái thông tin đó, có thêm những cái thông tin đó, và Ly làm những cái video clip mới nó sẽ có nhiều thông tin hơn, đầy đủ thông tin hơn. Sau này khi mà những cái chị em điều trị phía sau ấy thì có những nhiều cái thông tin hơn, và các chị sẽ có một cái tinh thần tốt hơn để bước vào cái quá trình điều trị và chiến thắng được bệnh tật. Và cái video clip của ngày hôm nay thì Ly cũng đã nhắc đến đủ 7 cái tác dụng phụ rồi. Một lần nữa, Ly rất là hy vọng cái video clip của Ly ngày hôm nay nó sẽ có ích cho mọi người. Trước khi mà rời kênh của Ly thì mọi người hãy cho Ly một like, mọi người hãy chia sẻ cái video clip này của Ly đến những ai mà đang chuẩn bị bước chân vào quá trình xạ trị. Và mọi người hãy bấm cái nút subscribe này, bấm luôn nút chuông bên cạnh nút subscribe để luôn nhận được thông báo khi mà Ly ra những cái video clip mới nhất. Ly sẽ cố gắng làm thật nhiều những cái thông tin hữu ích liên quan đến xạ trị, điều trị, và thậm chí những cái thông tin mà giúp cho cái chất lượng cuộc sống của mọi người được tốt lên sau cái quá trình mà điều trị ung thư vú, dựa trên những cái kinh nghiệm của Ly đã trải qua nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip lần sau.